con thì bố con mất từ lúc con 4 tuổi. Xong rồi mẹ con mất con lúc năm cuối tháng cuối lớp 8. Lúc mẹ con mất thì ba con buồn. Ba kêu nộp hết tất cả điện thoại lại cho ba. Xong ba lấy xăng ba đổ vô, ba đốt luôn. Cuộc đời con người thì ai cũng có lúc, ai cũng sinh ra thì cũng mất đi. Thì mẹ em nói là nếu mà sau này mà mẹ em có mất thì hai đứa có thể tự lo cho nhau và kiểu sẽ mạnh mẽ, tại vì mẹ tin hai đứa sinh được. Thì lúc đó kiểu thì kiểu như là anh con kiểu như là ít nói á, với lại ít tiếp xúc mọi người hơn. Đầu tiên em nghĩ là tiền đâu để sinh hoạt này nọ, rồi ăn uống này nọ. Lúc đó là có buồn, với lại hối hận khi mình không còn ba mẹ nữa. Ngôi trường hy vọng ra đời trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt sau đại dịch Covid. Và mỗi một học sinh đều là một câu chuyện rất là đặc biệt. Có em ra đến trường thì mang theo đôi dép của ba. Có em ra đến trường thì mang theo chiếc điện thoại của mẹ. Có em ra đến trường thì mang theo cái mũ. Thế thì mỗi một em mang đến trường những nỗi nhớ của ba mẹ, những nỗi nhớ của gia đình. Và dường như những điều đó làm cho các em cũng an tâm hơn khi học tập ở đây. Ngôi trường thì khi sinh ra với một sứ mệnh là đem sự yêu thương và chia sẻ sự yêu thương, là yêu thương sẽ biến thành sức mạnh cho mỗi học trò. Và chúng tôi hiện nay đang bắt đầu hình thành tất cả những điều đó. Bây giờ nếu cho con được chọn là con thích đi chơi ở đâu nè? Chơi bình thường. Ăn cơm xong chơi bình thường. Trước khi đi ra đây thì em gái của em thì rất là ốm. Với không có cao được như bây giờ. Và còn bây giờ thì em gái em đẹp xinh hơn, cao ráo hơn. Hồi xưa nghiện game, giờ vô đây hết nghiện game. Ngày xưa thì ước mơ con là học hết lớp 9 xong đi làm. Xong giờ con có ước mơ học hết đại học xong đi làm. Hôm nào vô cùng xúc động. Rồi đêm về hầu như mình không ngủ được á. Mình thấy nó tức là mình thấy mọi người yêu thương nhau á, tức là các cháu nó cũng rất là đáng yêu. Sẽ trông ra làm sao, sống thế nào. Tôi bé cũng đã từng ước sau này mình lớn sẽ đi muôn nơi khắp phương trời. Rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa. Người ước mơ giờ đã chắp cánh, người xót ước mơ. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời. Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng dần chờ che các con đường. Cả cái xã hội này luôn chỉ đều mong muốn là cái điều duy nhất bây giờ là các em quên đi những cái gì mà khổ đau, để các em có thể đón nhận một cái tương lai nó vui vẻ và nó tươi sáng hơn. Các em vui là mình thấy mình vui đã. Thấy tụi nó cười là mình thấy mình nhẹ lòng vậy, mình thấy mình sung sướng, mình hạnh phúc vậy đó. Con đường kia dẫu lắm gian nan, ước mơ dù đôi lúc giờ dáng mơ hồ, chỉ
cạnh đôi chân vẫn còn vương bước, rồi đã cũng thành dòng nước. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vụt tay và tiêu tưới lên cao vời, đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ phá bóng dòng chờ che các con đường, ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây. Thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình đây. Rất là biết ơn các anh chị, các anh đã có mặt ở đây nhân lên những hy vọng cho cuộc đời thêm đẹp hơn. Cũng không biết nói gì hơn. Và hành trình chúng em thì hay nói đùa với nhau là chúng em chẳng có gì ngoài hy vọng. Và hôm nay đến đây thì thầy trò chúng em cũng muốn gửi một cái lời cảm ơn từ những vật học trò của em làm để phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày. Các con đã biết tự nấu xà bông từ lá cây, từ tía tô, từ sả, từ chanh. Và những món quà của các con sẽ gửi đến các cô, các chú là những bánh xà bông do các con tự làm. Đây là những bánh xà bông. Và em mong các anh chị hãy tắm bằng hy vọng. Em cảm ơn tất cả mọi người. Các con chúng ta cùng hô một câu của Hope. Các con đồng ý không? Bác Sâm biết hô câu đấy đấy. Thì mời bác Sâm. 3, 2, 1. Hope! Đồng tâm! Hope! Kỳ luật! Hope! Đoàn kết! Hope! Trung thực, kỳ luật, đoàn kết! Wow! Đấy là tất cả những gì mà thầy trò chúng em mang đến buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.